Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em một hộp đồ chơi trang điểm cho búp bê mới. Wow, rất là đẹp luôn. Có một quyển sách nè, có đề can dán hình và có cả hộp đồ trang điểm. Nào giờ chúng ta hãy cùng khám phá ở bên trong nhé. Ta-da! Quá đẹp luôn các em ơi, đây là bộ đồ chơi ngày hôm nay của chúng ta. Wow, mở ra để xem nè. Oh, có khá là nhiều thứ. Đây là bộ sticker dán móng tay cho búp bê. Đây là bộ dán đính đá hạt. Còn đây là bộ dán hình chân mày, kẻ mi và son môi cho búp bê. Ngoài ra còn rất là nhiều những cái hình dáng trang trí khác. Tiếp theo chúng ta có một quyển sổ như thế này. Ở ngoài in hình một cô nàng búp bê rất là dễ thương. Và ở bên trong có hình rất là nhiều. Để chúng ta sẽ tập chơi trò chơi trang điểm cho búp bê nhé. Và tất nhiên không thể thiếu bộ make up đúng không nè. Đây là những ô màu, ô son, những cây cọ. Có cả cọ vẽ và cọ tô màu nữa nha. Bông mút trang điểm. Giờ chị Chim Xinh sẽ đến với trang đầu tiên. Đầu tiên chị Chim Xinh sử dụng cọ lông màu đỏ để chị tô những cái này chắc được gọi là cài tóc của búp bê ha. Tiếp theo chị sẽ dùng bút màu vàng, bút lông màu vàng để tô tóc cho búp bê. Lần trước chị Chim Xinh cũng đã từng chơi một cái bộ trang điểm búp bê Hàn Quốc. Và bộ đó ít dụng cụ hơn bộ này. Không có những cái hình dáng nè, không có những cái đá đính nè. Xong rồi, giờ chị sẽ dùng một cây chì để chị kẻ chân mày cho búp bê. Chì này các em có thể lấy ở trong bộ chì màu mà các em hay sử dụng để tô màu ở trên lớp. Hoặc là sử dụng cây viết chì cũng được nha. Rồi dùng cây chì để tô mũi luôn. Và kẻ viền mắt. Viền mắt này chị sử dụng chì màu đen. Chị Chim Xinh đang thực hiện các bước để chúng ta sẽ trang điểm cho các cô nàng búp bê. Và nếu các em ở nhà muốn chơi thì hãy thực hiện theo các bước này nhé. Chị sẽ tô chân mày cho nó đậm lên một chút xíu nè. Xong rồi chị sử dụng sticker dán hình đôi môi và sticker dán hình tròng mắt. Rồi dùng cọ mút để đánh phấn mắt cho búp bê. Nếu các em không muốn sử dụng sticker thì các em có thể trực tiếp dùng chì màu để tô lên môi hoặc là mắt cho búp bê luôn nhé. Kế đến chị sử dụng một lọ kim tuyến và tô viền mí mắt cho búp bê. Lọ kim tuyến này chúng ta được tặng kèm ở trong bộ đồ chơi trang điểm búp bê này nha. Và cuối cùng là đánh một xíu má hồng lên nè.
dán thêm những hạt đá vào đôi mắt. Đeo một chiếc dây chuyền và một đôi bông tai. Yeah, các bạn nhỏ ơi, vậy là chị Chim Xinh đã trang điểm xong cho nàng búp bê đầu tiên rồi. Ai thấy nàng búp bê này đẹp, hãy bình chọn cho nàng búp bê này nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua trang điểm cho nàng búp bê số 2. Và với nàng búp bê số 2 này, chị Chim Xinh sẽ sử dụng một ít nước pha với bảng màu mà chúng ta đang có. Chị sẽ pha với màu nâu, sau đó dùng cọ để tô màu cho búp bê. Trong bộ đồ chơi trang điểm búp bê này, chúng ta có hai cái cây màu lông là màu đỏ và màu vàng. Nếu mà các em thích thì chúng ta có thể sử dụng để tô tóc cho búp bê. Ngoài ra với bảng màu và cọ lông như thế này, các em cũng có thể sử dụng màu nước. Đó là tùy theo mục đích của mỗi người ha. Cô nàng búp bê số 2 này, chị Chim Xinh sẽ không dùng chì để kẻ lông mày cũng như là phần eyeliner mí mắt, mà chị sẽ dùng sticker để dán trực tiếp lên trên luôn. Chị chọn màu nâu và tròng mắt màu tím. Rồi sau đó chị sẽ dùng chì đen để tô một chút xíu ở ngay phần đầu mũi. Và dùng chì màu hồng để tô môi cho búp bê. Ngược lại với cô nàng búp bê đầu tiên đúng không nè. Ok, môi màu hồng rất là xinh và chị sẽ cho thêm một chút ít kim tuyến lên đây. Cuối cùng là tô má hồng nè. Rồi dán thêm những cái hạt đá trang trí vào đuôi mắt và đuôi chân mày cho búp bê thật xinh. Cho cô nàng đeo bông tai và dây chuyền nữa nhé. Thêm một cái đội đầu. Yeah, nàng búp bê số 2 của chúng ta đã rất là xinh đẹp rồi. Và bạn nhỏ nào thấy thích nàng này, hãy bình chọn cho nàng búp bê số 2 nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với cô nàng số 3. Trên đầu có hai ngôi sao đỏ cài tóc. Chính vì vậy chị Chim Xinh đã sử dụng bút lông màu đỏ. Còn phần tóc thì chị sẽ sử dụng bút lông màu vàng để tô tóc cho nàng búp bê này nha.
Giờ tiếp tục sử dụng chì màu nâu để tô phần chân mày và kẻ mi mắt. Thật ra thì trên ảnh người ta đã in mờ những cái đường nét này rồi, cho nên các bạn nhỏ đừng lo, chúng ta chỉ việc sử dụng màu và tô theo những cái đường ảnh đã có. Trong mắt chị sẽ tô màu xanh dương. Tô phần bầu mắt với phấn màu cam. Nhưng mà chị Chim xinh hơi quá tay cho nên là phấn nó hơi đậm một chút xíu. Và nếu các bạn nhỏ muốn nó nhạt đi thì chúng ta có thể sử dụng mút bông, sau đó thấm một ít nước vào và các em lau nhẹ lên trên phần ở trên là nó sẽ nhạt bớt đi ha. Cuối cùng chị sẽ tô môi của đôi búp bê, của chị búp bê này màu đỏ. Rồi sẽ đánh thêm má hồng và đính đá nữa. Búp bê số 3 của chúng ta cũng rất là dễ thương phải không nè? Hãy bình chọn cho nàng ấy với nha. Cuối cùng, hôm nay chị Chim Sinh chưa chơi hết cái quyển sách này mà chị đầu tiên là chị sẽ tô chơi trang điểm cho 4 nàng búp bê đầu tiên thôi. Hôm sau chị sẽ tiếp tục chơi tiếp cho các bạn nhỏ coi nhé. Và nàng búp bê số 4 cũng là nàng búp bê cuối cùng trong bộ đồ chơi ngày hôm nay của chúng ta. Nàng ấy sở hữu một mái tóc màu đỏ rực và mái tóc ngắn này rất là cá tính. Phần chân mày chị sẽ sử dụng bút màu bạc mà có ở trong bộ đồ chơi trang điểm này nè. Chị sẽ kẻ mắt eyeliner màu đỏ theo cùng tông màu với lại màu tóc. Và tô phần tròng mắt là màu xanh lá cây.
Giờ hãy chọn cho nàng búp bê một đôi môi màu hồng thật xinh nhé. Cuối cùng dùng mút trang điểm để đánh bầu mắt. Điểm thêm một chút kim tuyến. À quên, đừng quên đánh má hồng cho nàng búp bê nữa nha. Xong rồi các bạn nhỏ thân yêu ơi, vậy là chị Chim Xinh đã vừa chơi xong bộ đồ chơi trang điểm cho búp bê Hàn Quốc phần 1. Phần 1 chị đã trang điểm cho 4 nàng búp bê. Các bạn nhỏ hãy bình chọn cho nàng búp bê nào mà các em cảm thấy đẹp nhất nha. Rồi lần sau chị Chim Xinh sẽ tiếp tục chơi cái quyển sách này, còn rất là nhiều những nàng búp bê khác nhau. Còn bây giờ chị Chim Xinh chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu và hẹn gặp lại các em trong video sau nhé.